ăn tiểu yến này đi phân lợn nó sẽ phải ngoài tức là đối với những phần mà chúng ta sẽ ngoài sáng từ đó kiên trì mà họ có nhiều đầu câu nhiều đầu câu đó và tiểu yến nhân các là đi điều trị phổ biến từ lâu đâu Thank you.
Con thức họ là những hai lần bằng câu con thứ tám bằng chữ đỏ là liên phố
không phải là đang bị cái là không phải là mình nhìn vô mà mình kiểu mình có thể là đang bị bóng lăng không không nhà gì sau đó chúng ta sẽ sử dụng trong mang tay không cho nên ăn cho bệnh nhân để mình khỏi có được là trong cửa tay đó nhiều nó còn nặng hơn so với trong mang tay của chúng ta và chúng ta sẽ so sánh với những người nhiều và so sánh với những lượng cả càng nhiều người nhà để mình khẳng định rằng bệnh nhân này là viêm khớp thì không phải là viêm không phải là viêm khớp và sau đó cũng phải đi tìm hiểu của chuyên gia tiếp đó là các cái triệu chứng ngoài khớp thì đầu tiên bệnh nhân có sốt cao có vẻ như là hợp lý với một triệu chứng sốt cao của bệnh nhân thứ hai bệnh nhân đôi lúc sẽ có một cái hội chứng nhiễm trùng toàn thân nhưng mà đôi lúc cũng có thể có các cặp ngoài nhiễm tương ứng có ép cơ cành khớp và có thể là tạm thời được tiêu diệt dịch vụ cái tiếp nữa đó là một số loại vi khuẩn kèm theo ví dụ như lầu tô hạt tí nạm mô tô có thể kèm theo viêm mang hoặc viêm cứng màng đỏ hoặc là mụn nhiễm nha hoặc là sụn nhiễm hoặc là đi kèm với cả một viêm phổi thì còn nhiều được chưa đó xong cái slide này vàng thì cần phải làm gì bệnh nhân nam tắm phải tuổi này 63 tuổi đó 63 tuổi cần phải làm gì sao bệnh nhân của em cần cắt được tiếp là bệnh nhân này phù hợp điều trị hoa cỡ có phù hợp với tiếp cỡ tiếp cỡ không No.
rồi em nghĩ á là mình ta sẽ tự bảo với nhóm bệnh nhân đó mình vượt qua thì người ta không chờ hậu gì không là bác sĩ không biết là hay là tiền đúng không họ tiền rồi bị chán thế rồi thì họ rất là khổ đó là chúng ta phải làm bảo với nhóm bệnh nhân của rồi nhá. Thank you.
thì mình mang được. Ví dụ chế thêm một bình những vi khuẩn gram thấp chẳng hạn, chế thêm một bình những gì nước uống sáu đỏ chẳng hạn, nhưng khi đó bạn thể mang do vi khuẩn nhiễm trùng đợt đầu tiên không thể nào bỏ được vi khuẩn thì mình sẽ tái tổ luôn. Dạ. Bây giờ các bạn slide các bạn. Người ta sẽ dùng dịch và sau đó họ sẽ có thể dùng bù em không muốn đấy, có thể dùng bù hoặc là làm những dịch của siêu âm, hoặc là ta sẽ bắt đầu làm một số các xét nghiệm như sau. Bạn thấy rằng là người ta sẽ nhìn màu sắc tai nghe, màu sắc tai nghe, đây là điều gì mà này? Thường thường cái màu sắc này thì
cái cuối cùng được đó là các cô đã đi phân tích về lỗ hướng 35% trong tổng số mặt cầu, và cái cuối cùng đó là cái giá có cùng lại của cái bài thi đó mọc trên cái thi trường đó, được chưa? Đây là việc nặng mô phỏng thế này phải là tính xác không, để cho em hiểu rằng nó có sự thay đổi màu sắc của rất là nhiều nhỏ. Tuy nhiên là bây giờ mình nói em có bằng vậy thì nó bây giờ biến cực và nhiễm phục là phải bao như thế này, hoặc là biến cực không do nhiễm phục thì phải bao như thế này cũng phải, nhưng mà đây là một cái nặng mô phỏng đá cần là sẽ xử lý thế này. Ví dụ sẽ có những trường hợp biến cực nhiễm phục nhưng mà mình có năng máu tự khi sẵn bệnh lý nên đến những cái do gì mình không biết nhá, hoặc là có những trường hợp biến cực không do nhiễm phục, tức là cái nền của họ là không do nhiễm phục nhưng họ vẫn có nhiễm phục thì cái mau sẵn sẽ như thế này. Các bạn cuối cùng ở đó là bất thường thì cái dịch vụ chúng ta không thể nào nhiều như thế này được, mà người ta chỉ lựa chọn để các em biết rằng nó trọng và không nhất như vậy thôi, để cho em có cái sự so sánh những cái thương ở ngay sang thường hạn. Cái sự thay đổi quan trọng nhất đó là về mặt số lượng, nếu bằng từ 3 kg nhưng từ 5 mg trở lên thì chắc chắn đó phải là để không thể nào mà có thể phục ra được cái 5 mg, tức là hoặc là phục ra được phân bón nặng có 5 mg cho mình nói như hơi quá bình thường, một cái lượng lớn là chúng ta chỉ có tầm từ 1 đến 2 mg thì có tầm 4 lớn 1 đến 2 mg xung quanh 1 kg 2 cho mình. Như vậy thì có tầm như thế nhé, thì có tầm 4 lớn lượng đó, nếu bằng đặt kim vào và phục ra được thì lượng đó chắc chắn có những con biến do thì phục thì như vậy cái đầu tiên đó là sự thay đổi về số lượng dịch cơ, diện tích của dịch cơ. Tiếp theo nữa đó là sự thay đổi về màu sắc hoặc hai thể bằng bó sắc thế nào đó, nhớ. Và cái thứ ba là ta gỡ cái cả cái vỏ đó đi để ta làm cái gì, ta sẽ nhìn đi thì ta nghĩ gì thì ta làm cái đó, đúng không? Hoặc khi bao nhiêu chúng ta phải nhớ đi nhưng mà cùng cùng bao để nhớ để lưu lưu nhớ để mình có những cái đầu vỏ để ta gỡ đi. Ví dụ ta một tay ta cũng làm để bao tiêu dùng để làm một tổng riêng, ta cũng làm chiếc xe lao và xe cái gì qua cái khẩu gì thì nó sẽ là một tổng tổng riêng đó. Nếu mà cái lượng dịch mà quá ít không đủ để làm tất cả những loại đó thì làm có thể không, hình gì có thể bao
tốc tế bào của nó gì, tổng cầu bao nhiêu, bắt cầu bao nhiêu trên một phi trường, bất kể máy đó gì, thế là tôi tập từ 40 và cái cuối cùng đó là do là vi trùng về mặt đại thể đơn giản như thế nào, đó là không hay là đó là đông dương, họ sẽ rất là lời điểm, do đó đấy sẽ là ưu điểm hàng đầu về bầu cầu bao ít, được chưa? Nếu mà bầu bao nhiều hơn nữa thì bạn sẽ chỉ được những cái khác, ví dụ như là những cái tôi đang nói, tại vì sẽ có những tình huống đó là bạn không chỉ được cho tươi mà bạn cho được những cái thuốc cho những cái phần cái thuốc hoặc là làm gì xem nó cố tình nó lại âm tính thì bạn bị cái môn mà làm gì phải không ạ? Chỉ ít mất một cái chuyện của sự thay đổi về tế bào là nhất và khi thì nhóm thay đổi tế bào đó cũng đủ điều với bệnh nhân hay không có phù hợp với cái tình trạng mà đang chẩn đoán có tiến triển hay không. Hơn nữa cái xét nghiệm tế bào huyết trong đó nó sẽ vì đó thứ hai nữa chúng ta theo đi sau chúng ta sẽ được dùng tế bào huyết trong để làm đâu hoặc là chúng ta sẽ làm gì thì sau đó nó sẽ là gì